Đồ câu Nhật Bản huấn fishing. Xin chào toàn thể anh em và các bác đam mê câu cá. Nãy số bên em lại về được một số máy câu gửi tới cho các bác. Thì giá báo trên video là chưa bao gồm phí ship. Thì các bác nào đặt hàng, các bác có thể liên hệ qua số Zalo. Số Zalo em có để dưới phần mô tả các bác nhé. Đấy, và những mặt hàng giá trị cao thì các bác vui lòng cọc giúp bên em một chút. Là em lên mã đầu tiên cho các bác. Là mã số 1. Mã số 1 là một con máy size là size 900 các bác nhé, size 900 gần 1.000. Ngoại hình của máy đây, mô bin sống các bác nhé, mô bin sống đặt cấp ngon này. Máy này thích hợp cho bắt đầu đi câu tôm nhé. Đấy, đi câu tôm size là size 900, hàng là hàng của Hàn Quốc các bác nhé, hàng Hàn Quốc. Thì mức giá gửi tới cho các bác là mã số 1, giá là 250.000 các bác nhé. Mã số 1 giá là 250.000. Tiếp đến là mã số 2. Mã số 2 là một máy Robi. Mà một máy Robi các bác nhé. Robi sống này. Ngoại hình của máy. Size này cũng là size 1.000 nữa các bác nhé. Size 1.000. Size 1.000 mua máy Robi, hàng là hàng máy in Japan đúng không nhá, hàng máy in Japan này. Máy hoạt động thì bình thường, hoạt động bình thường thôi nhá, ra ngoài đổi tay trái phải bình thường. Tính mức giá gửi tới cho các bác là mã số 2, giá cũng là 250.000 đúng không nhá. Mã số 2 giá 250.000. Tiếp đến là mã số 3. Mã số 3 là một con máy size là size 700 các bác nhé. Nhưng mà size thực là khoảng size 1.000. Một con máy CE Note. Ngoại hình của máy này. Hàng này cũng là hàng in Japan các bác nhé. Hàng in Japan. Hàng in Japan. Một in sống. Đặt cước ngon lành. Máy hoạt động điện M10 các bác nhé. Chốt chặn đầy đủ rồi. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con máy size 1.000 là mã số 3, giá là 250.000, hàng Japan các bác nhé. Tiếp đến là một con máy Lotke, size là size 3.000 các bác nhé, size 3.000. Ra ngoài thích hợp cho các bác là đánh nóc này, đánh nóng chép đều được các bác nhé. Ngoại hình của máy có chảy xước các bác nhé. Mô bin sống. Cối là cối kim loại các bác nhé. Cắt cước ok này. Máy hoạt động thì M10 các bác nhé. Ratio của máy là 5.0 các bác nhé. Ratio của máy là 5.0. Dòng này các bác đánh lóc thì cực kỳ đỡ hơn. Chốt chặn đầy đủ. Có ABS đầy đủ các bác nhé. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con máy size 3.000 là mã số 4, giá là 300.000 các bác nhé. Mã số 4 giá 300.000. Tiếp đến mã số 5. Mã số 5 là Shimano Lavi XT size 3.000. Ngoại hình của máy các bác nhé. Size 3.000. Hàng này là hàng Malaysia. Có chảy xước. Đổi tay qua trái phải bình thường các bác nhé. Hàng Malaysia. Đặt cước ok này. Dòng này các bác đánh lăng xê hoặc công âm đều được các bác nhé. Bô bin sống. Máy hoạt động thì cực kỳ là mượt các bác nhé. Chốt chặn đầy đủ này. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con Shimano Lavi XT 3.000. Hàng Shimano, hàng hàng Malaysia bác nhé, hàng Malaysia là mã số 5, giá là 500.000 các bác nhé. Mã số 5 giá 500.000 cho Shimano Lavi XT, size là size 3.000. Tiếp đến là mã số 6 bác nhé. Mã số 6 là Shimano Alex C 3.000. Dòng C là dòng body thon gọn các bác nhé. Ngoại hình của máy đây.
bobin sống, máy cũng có chạy xước các bác nhé, có nút châm dầu các bác này, cái này cái núm cạnh các bác nhé, các bác vặn ra cho ít dầu vào. Đấy. Hàng này cũng là hàng của Malaysia. Đấy, những cái dòng này các bác nào đánh nua lóc này, đánh nua nó hoặc câu rô chép cực kỳ là mượt các bác nhé. Máy này máy siêu mượt luôn, chốt chặn đầy đủ rồi, gạt cước ok các bác nhé, hoạt động của máy. Cái dòng này các bác nào đánh lóc này, đánh rô chép này cực kỳ là mượt luôn. Có ABS các bác nhé. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con máy Shimano Alex C3000 là mã số 6 giá là 700.000 các bác nhé, mã số 6 giá 700.000. Tiếp đến là mã số 7. Mã số 7 là một con Daiwa Regang các bác nhé, Daiwa Regang. Ngoại hình của máy còn khá đẹp các bác nhé. Hình của máy khá đẹp. Hàng này là hàng made in Japan các bác nhé, hàng made in Japan. Mui sống này. Size là size 3000 các bác nhé, size 3000. Trên thân máy ghi là 2500, nếu mà tương ứng của Shimano thì khoảng là 3000 các bác nhé. Mô bin sống. Gạt cước ok các bác nhé. Con đang cước còn sáng đấy. Cái hoạt động thì cực kỳ là mượt các bác nhé. Hàng là hàng in Japan, hàng in Japan. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con máy Daiwa Regang size 3000, ngoại hình 90% là mã số 7 giá là 500.000 các bác nhé, mã số 7 giá 500.000. Tiếp đến là mã số 8 là Shimano Alos size là size 1000. Dòng này các bác nào câu tôm này hoặc câu ở ao nhà mình chẳng hạn. Đấy. Ngoại hình có chạy xước các bác nhé, có chạy xước ngoại hình của máy. Hàng này là hàng cũng là hàng của Malaysia các bác nhé, hàng Malaysia size là size 1000. Bộ pin sống. Gạt cước ok. Con đang cước còn sáng các bác nhé. Nó hoạt động thì bình thường, chốt chặn đầy đủ có ABS các bác nhé. Thì mức giá để tới cho các bác là mã số 8 giá là 600.000 các bác nhé, mã số 8 giá 600.000. Tiếp đến là Shimano Untega XT2000, hàng này cũng là hàng của Japan các bác nhé. Ngoại hình của máy này, máy cũng còn khá đẹp, có một chút chạy xước nhỏ các bác nhé. Dòng máy thưa cho các bác là câu lua, lua lóc hoặc rô chép đầu cần các bác nhé, hoặc câu đài trợ máy cũng được. Dòng máy thường thường các bác lấy về là đều để là câu đài trợ máy này, cực kỳ là bền luôn. Hàng là hàng Japan, hàng máy in Japan các bác nhé, hàng máy in Japan. Bô bin sống. Gạt cước ok này. Máy hoạt động thì cực kỳ êm mượt các bác nhé, chốt chặn đầy đủ. Mức giá gửi tới cho các bác một con Shimano Untega XT2000, hàng máy in Japan, là mã số 9 giá là 700.000 các bác nhé, mã số 9 giá là 700.000. Tiếp đến là một con X, là một con máy Daiwa. Con máy Daiwa Exceller 3012H các bác nhé. Ngoại hình của máy cũng có chảy xước các bác nhé. Máy có công nghệ mặc siêu này, có công nghệ mặc siêu. Dòng này các bác nào đi câu biển là cực kỳ là phù hợp các bác nhé. Dòng này kháng mặn, mặc siêu. Hàng là hàng made in China. Máy này mà máy mới mà ngoại hình đẹp ấy là phải trên 2 triệu các bác nhé, trên 2 triệu. Đây là ngoại hình chảy xước này, có chảy xước các bác này. Đây phần đít cũng có chảy này. Nên giá nó sẽ
rẻ các bác nhá, nên em để giá tốt cho các bác. Mô bin sống gắn cước ok, cốt là cốt trợ lực các bác nhá, và công nghệ mặc siêu. Dòng này các bác lấy đánh rích biển này hoặc đi câu biển này cực kỳ là phù hợp luôn. Size là size 3.000 tương ứng khoảng 4.000 của Shimano các bác nhé. Là mức giá gửi tới cho các bác là mã số 10, giá là 1.3 triệu các bác nhé. Em cũng để giá rẻ cho các bác luôn, ngoại hình nó cũng chứ có chảy xước này. Máy hoạt động thì êm mượt các bác nhé, chốt chặn đầy đủ. Hoặc dòng này các bác về đánh lóc cũng được, đánh câu lua lóc cực kỳ là mượt luôn. Đấy, mức giá gửi tới cho các bác là mã số 10, giá là 1.3 triệu. Tiếp đến là mã số 11. Mã số 11 em có một con đai White Kid Fem. Size là size 1500 các bác nhé. Size 1500, ngoại hình của máy đây. Ok. Kit này là đều là cốt trợ lực các bác nhé. Drag của máy. Đấy, có chảy xước các bác nhé, có chảy. Hàng là hàng made in Thái Lan các bác nhé, hàng made in Thái Lan, size từ 3.500 đổ lên mới là quả Japan sản xuất các bác nhé. Cốt là cốt trợ lực, size 1.500. Máy hoạt động thì cực kỳ đẹp mượt các bác nhé, chốt chặn đầy đủ đây. Ngoại hình của máy size 1.500 các bác nhé. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con đai White Kick Fem size 1.500, hàng là hàng made in Thái Lan, là mã số 11, giá là 1.500 triệu các bác nhé. Mã số 11 giá là 1.500 triệu cho đai White Kick Fem size 1.500. Tiếp đến là đai White Kick 2506 các bác nhé. Đai White Kick 2506 tay quay đôi, dòng này thích hợp cho các bác là đánh lùa chẽm này. Đấy, ngoại hình của máy cũng còn khá đẹp các bác nhé. Phần đít đây, phần đít có một chút sức lông mèo các bác nhé, sức lông mèo thôi. Ngoại hình của máy cắt cược ok, cốt là cốt trợ lực các bác nhé. Dòng này các bác đánh nuôi cực kỳ là thích luôn. Dòng kit này dòng đánh các bác là chuyên nua rồi, máy đánh cực kỳ là mượt. Size là size 2.500 các bác nhé, 2506 size là size 2.500, cuối là cuối lông các bác nhé. Được rắc vào máy đây. Dòng này các bác đánh lùa thì cực kỳ là thích luôn. Máy hoạt động cực kỳ là mượt các bác nhé. Chốt chặn đầy đủ, tay quay đôi. Thì mức giá gửi tới cho các bác là mã số 12, giá là 1.800.000 các bác nhé. Hàng này cũng là hàng của made in Thái Lan các bác nhé, hàng made in Thái Lan. Mã số 12 giá 1.800.000 cho đai quay kit 2506. Tiếp đến là đai quay kit. Size là size 2.500 bác nhé. Cối này là cối sâu bác nhé. Size 2.500, ngoại hình của máy. Dòng này các bạn đánh có chảy xước các bạn này. Dòng này các bạn đánh nháy thật đều được các bác nhé. Size 2.500 tương ứng khoảng size 3.000 của Shimano. Cốt cũng là cốt trợ lực, còn đít của máy, mô bin sống đặt cước ok các bác nhé. Dòng này các bác đánh nua này, đánh nháy thật này đều được các bác nhé. Hàng này cũng là hàng made in Thái Lan, máy hoạt động thì cực kỳ là mượt rồi, chốt chặn đầy đủ này. Thì mức giá gửi tới cho các bác là mã số 13, giá là 2 triệu cho đai White Kid size 2.500, cối sâu các bác nhé. Mã số 13 giá 2 triệu. Tiếp đến là đai White Calida với đai White Calida màu trắng, ngoại hình của máy này size là size 3.000 các bác nhé. Dòng này cũng dành cho bắt đầu đánh nháy thật, ngoại hình cũng có chảy xước này. Máy này mà ngoại hình đẹp thì cũng phải rơi vào tầm khoảng giá là tầm 2.700.000, 2.550.000 các bác nhé, nếu mà ngoại hình đẹp. Đây có chảy xước này. Cốt cũng là cốt trợ lực các bác nhé.
phần đít của mày, phần đít của mày còn khá là đẹp luôn, nhưng phần thân có một chút chảy xước đây. Dòng này các bạn đánh nháy thật thì cực kỳ là khỏe. Hàng cũng là hàng made in Thái Lan đó nhé, hàng made in Thái Lan. Cắt cước ok. Máy hoạt động thì cực kỳ là mượt các bác nhé. Chốt chặn đầy đủ. Mức giá để tới cho các bác một con đai quay Carida size 3000, loại hình có chảy xước các bác nhé. Dạo này các bác nào đánh nóc này, đánh nháy thật này, cực kỳ là khỏe luôn. Là mã số 14 giá là 2 triệu các bác nhé, để giá tốt cho các bác luôn. Mã số 14 giá 2 triệu. Cho đây quay Carida size 3000. Tiếp đến là mã số 15. Mã số 15 là Biomaster 2500. Tay quay siết cốt các bác nhé, tay quay siết cốt. Bản này là bản năm 2011 các bác nhé, sản xuất năm 2011. Loại hình của máy cũng có chảy xước các bác nhé. Cốt là cốt trợ lực, có nút châm dầu. Bản năm 2011. Loại hình còn 90% các bác nhé. Tay quay X-Shift đây. Drag của máy đây. Con năng cước sáng quá nhé. Cắt cước ok. Bác nào không quan trọng ngoại hình thì lấy máy này các bác nhé. Thì máy này đánh nuôi cực kỳ là thích luôn. Máy quay cực kỳ là đầm tay. Với đó chỉ là mượt các bác nhé. Chốt chặn đầy đủ rồi. Bản năm 2011. Hàng này cũng là hàng của Malaysia với hàng Malaysia. Tay quay đổi trái phải bình thường các bác nhé. Biomaster 2500. Đấy, cho các bác xem phần cốt. Đây là cốt của máy các bác nhé. Có cả bạc đạn bên trong luôn. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con Bio Shimano Biomaster 2500S. S là ký hiệu là cuối lông các bác nhé. 2500S là mã số 15, giá là 2 triệu 2 các bác nhé. Mã số 15 giá là 2 triệu 2 cho Biomaster 2500S. Mã 15 2 triệu 2. Tiếp đến là mã số 16. Mã số 16 là Shimano EXCBB các bác nhé. Size này là size 3000 MGH. Hàng này hàng Shimano. Bản này cũng chắc cũng là bản đời cao. Máy này được đời cao bác nhé. Tay quay siết cốt. Dòng này dành cho các bác chuyên nua. Ngoại hình của máy còn khá là đẹp luôn. Màu đen tuyền các bác nhé. Con đang cước còn sáng này. Chân máy này. Đây dính tí tay em hơi dính tí mồ hôi các bác nhé. Hàng này là hàng của Malaysia với hàng Malaysia. Dòng này dành cho các bác chuyên nua này, gạt cước. Đồ đắc của máy này. Máy hoạt động thì cực kỳ là mượt các bác nhé. Chốt chặn đầy đủ. Máy này ngoại hình cực kỳ là đẹp luôn. Mỗi tội là không có hộp các bác nhé. Máy không hộp. Ngoại hình đẹp. Size là size 3000 các bác nhé. Dòng này các bác nào mà kéo cá lóc thì cực kỳ là thích này. Size 3000. Cực kỳ khỏe luôn các bác nhé. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con máy size 3000 là mã số 16 giá là 2 triệu 7 các bác nhé. Mã số 16 giá là 2 triệu 7. Nếu mà máy này mà hàng full hộp ấy, phải hơn 3 triệu các bác nhé. 3 triệu 4, 3 triệu rưỡi gì đó.
Mã số 16 giá 2 triệu 7. Tiếp đến em về có về được một số size lớn dành cho các bác là câu lục xa bờ này. Nên mã size lớn đầu tiên cho các bác là mã số 17, là một con Shimano Ultega XT6000 các bác nhé. Ngoại hình 90%, đây cũng có chảy xước nhẹ đây các bác nhé. Dòng này dành cho các bác là đánh lục xa bờ nhé. Size 6000. Bobin sống. Gạt cước ok này. Con nâng cước còn sáng này. Đấy, thường thường các bác nào câu lục xa bờ ấy thì các bác hay để ý là con nâng cước. Vì con nâng cước nếu mà nó bị han hay là bị rỉ thì các bác nào câu xa bờ mà chạy bằng dù chẳng hạn thì nó hay dễ đứt đứt các bác nhé. Đây con nâng cước còn sáng này. Con nâng cước hoạt động bình thường này. Nên các bác cứ yên tâm đánh xa bờ thoải mái nhá. Size là size 6000. Hàng này là hàng của Japan các bác nhá. Hàng made in Japan. Dòng này kéo cá cực kỳ khỏe luôn. Đấy, hoạt động thì bình thường các bác nhá. Chốt chặn đầy đủ. Có ABS này. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con Shimano Ultega XT size 6000. Hàng Japan là mã số 17, giá là 1 triệu 7 các bác nhé. Mã số 17 giá là 1 triệu 7. Ngoại hình của máy này còn cũng còn khá đẹp đây, có một chút chày nhỏ đây các bác nhé. Nhìn các bạn đánh lục xa bờ cực kỳ là yên tâm luôn. Tiếp đến là Shimano cũng là Ultega, size này là size 8000 các bác nhé. Size 8000. Có chày xước này. Size 8000, các bác đánh lục xa bờ nhá. Và các bác công ngâm đều được, size 8000 dòng này nhá các bác nhá. Tay quay cũng có chảy này. Đấy thì cái phần tay quay này các bác nào mua máy về các bác có thể ráp đi và các bác sơn lại để khắc phục để cái phần này cho nó được thẩm mỹ hơn. Đấy. Đấy, cái phần này ráp đi sơn lại nó cực kỳ nhìn máy khác ngay mà các bác. Đấy. Size 8000, hàng này cũng là hàng của Japan các bác nhá. Cũng là hàng Japan. Mô bên sống này. Cắt cước ok. Cối này là cối sâu nên các bác vào cước cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, hoạt động thì êm mượt các bác nhé. Chốt chặn đầy đủ rồi. Còn nâng cước cũng còn sáng các bác nhé. Còn nâng cước cũng còn sáng này. Đấy. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con Shimano Ultega size 8000. Là mã số 18, giá là 900.000 đúng không nhé. Mã số 18 giá 900.000 cho size 8.000 của Shimano nhé. Tiếp đến là mã số 19 là Shimano Alot XT size 8.000 đúng không nhé. Ngoại hình của máy đây. Dòng này cũng dành cho đánh lục xa bờ nhé. Đấy. Hoặc đánh lục gần thôi, khoảng 30-40 mét gì đó. Đấy. Ngoại hình của máy cũng còn khá đẹp các bác nhé. Mô bên sống này. Hàng này là hàng của Malaysia bác nhé. Hàng Malaysia. Hàng Malaysia. Đổi tay quay trái phải bình thường các bác nhé. Gạt cước ok. Hàng con đang cước cũng còn sáng các bác nhé. Máy hoạt động thì mượt mà các bác nhé. Có ABS chốt chặn đầy đủ này. Thì mức giá gửi tới cho các bác là một con máy Shimano Alot XT size 8000 là mã số 19, giá là 1 triệu 6 các bác nhé. Mã số 19 giá là 1 triệu 6. Tiếp đến là một con máy Emblem. Đây qua Emblem 5500A. Size tương ứng với Shimano là khoảng 10.000 nữa bác nhé. Size tương ứng của Shimano khoảng 10.000. Máy này là máy 2 lô bác nhé. 2 lô thuận tiện cho các bác nào thay đổi dây. Ví dụ dây này các bác đang dùng để đánh lô này, các bác dùng để đánh xa bờ chẳng hạn. Thì lô này các bác vào dây đánh lục gần thôi, 30-40 mét. Lô này đánh khoảng 70-80 mét. Đấy, cực kỳ là thuận lợi cho các bác nhé. Cối này cũng là cối 5500A. Thì tương ứng với size là cũng khoảng size 10.000 các bác nhé.
cuối cuối nông. Ngoại hình của máy này đây cũng có chày một tí các bác nhé. Đây, con ốc cước còn cực kỳ là sáng luôn các bác này. Đầu rác của máy này. Nguyên sống. Ngoại hình của máy. Tay quay đổi trái phải bình thường các bác nhé. Hàng này hàng của Made in Japan các bác nhé. Hàng Made in Japan. M&M. Máy hoạt động được bình thường các bác nhé. Chốt chặn đầy đủ. Đây, cái phần kêu kêu là phần chỗ gạt, phần chống đối cước các bác này. Đây. Chốt chặn đầy đủ. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con em Daiwa M&M. Máy 2 lô các bác nhé. Là mã số 20, giá là 2 triệu 1 các bác nhé. Mã số 20 giá 2 triệu 1. Máy 2 lô hàng Japan. Tiếp đến là một con máy Shimano Untega, size là size 14.000 thôi nhé. Size 14.000. Dòng này các bác là câu lục xa bờ đều được này. Các bác đi câu biển này. Vì size nó là size 14.000 cực kỳ lớn các bác nhé. Vô bên sống. Ngoại hình của máy này. Con này các bác nào câu biển thì cũng kéo cá cũng khá là khỏe các bác nhé. Máy cũng có chảy xước. Máy này mà ngoại hình đẹp thì giá nó cũng cao đó các bác nhé. Hàng này hàng Japan. Con đang cướp còn sáng này. Máy là máy chạy 5 bạc đạn đó nhé. Đây, 5 bạc đạn. Đổi tay quay trái phải bình thường. Có chống rối cước các bác nhé. Đây, cước ok. Size 14.000. Hàng này hàng Made in Japan đó các bác nhé. Hàng Made in Japan. Hàng Made in Japan, phần này em bị che mất phần giá em bị che mất rồi em ấy. Hàng này hàng Japan nhé. Vô bị sống. Đấy, hoạt động cực kỳ đồng mượt các bác nhé. Chốt chặn đầy đủ. Cái tiếng kêu các bác, cái tiếng kêu là nó nằm ở cái phần chống đối cước này các bác nhé. Nhưng còn em kia mà quay chậm chẳng hạn thì cái phần chống đối cước kia là nó cũng kêu các bác nhé. Nếu mà quay nhanh thì hết các bác nhé. Đây, phần chống đối cước này. Đấy, dòng này các bác lại đánh đục xa bờ này hoặc là đi câu biển này thì size lớn, được nhiều dây. Cái việc kéo cá cực kỳ là khỏe các bác nhé. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con Shimano Untega XT size 14.000. Là mã số 21, giá là 2 triệu 1 các bác nhé. Mã số 21 giá là 2 triệu 1. Thì các bác nào đặt hàng thì các bác có thể liên hệ qua số Zalo giúp em nhé. Số Zalo em có để dưới phần mô tả các bác nhé. Thì các bác nào thấy hay hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để em có động lực để ra những video và những cái sản phẩm máy câu tốt nhất và giá tốt nhất gửi tới cho các bác nhé. Em xin chân thành cảm ơn các bác.